Phần thứ 7 của Unit 6. Sách bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương ha. Fill in the blanks with suitable preposition. Mình sẽ điền vào chỗ trống với những cái giới từ phù hợp. Câu thứ nhất, it's very kind. Chỗ này mình điền giới từ là gì các em? Of ha, kind of. It's very kind of you to say so. Bạn thật là tử tế khi nói như vậy. In this respect, French differ from. From ha. Chỗ này câu này mình dịch sao? Tiếng Anh thì khác, tiếng Pháp khác với tiếng Anh ha. Tiếng Pháp khác với tiếng Anh. Differ đi với giới từ from nha. Về phương diện phía cạnh này thì tiếng Anh khác với tiếng Pháp khác khác với tiếng Anh, bị động qua động lại hoài. Trong you care, care đi với giới từ of. Care of, sorry. Care of your country future. Bạn không quan tâm đến tương lai đất nước của bạn sao? Care of. Oh. Care about, sorry, sorry. Care about. Care of là chăm sóc, còn care about mới là quan tâm, sorry các bạn. Care of là chăm sóc. Bạn còn care about là quan tâm. Bạn không quan tâm đến tương lai đất nước bạn thì sao? Câu số 4. Please fill this form. Câu này chắc chắn các em gặp nhiều lần rồi ha. Fill in. Tuy nhiên cũng sẽ có một đáp án khác là fill out. Vui lòng điền vào cái form này. Câu số 5. She enjoy participating. Cô ấy thích tham gia. Cái chữ participate đi với giới từ in nha các em. Participate in. Participate đi với giới từ in ha. Participate thì nó có đổi thành hình thức thêm in hay hình thức thêm gì cũng vậy, thì nó vẫn đi với giới từ in. Cô ấy thích tham gia vào việc quyên góp quỹ cho người nghèo. Câu số 6. Could you help me? Bạn có thể giúp tôi. Câu số 6, could you help me? Giới từ help em đi với with. Oh, sorry, chữ help em đi với giới từ with. The clean up, bạn có thể giúp tôi clean up, lau dọn được không? Huh? Câu số 7, are you going to take part? Các em nhớ cái cụm take part. Có nghĩa là tham gia, nó bằng chữ join in hoặc là participate in đó. Thì cũng là take part in. Huh? Take part in. Câu số 8, this restaurant is famous. Sorry. Chữ famous. Famous đi với giới từ for nha các bạn. Famous for ha. Famous for. Câu số 9. I'm enrolling. Tôi đang đăng ký cho cái hoạt động vào mùa hè này. Cho những hoạt động vào mùa hè này. Đăng ký cho. Enroll cũng đi với giới từ for. Đăng ký cho những hoạt động ha. For. Enroll for the activities ha. For this summer, hai giới từ for chỗ này luôn. Câu số 10. They collect an empty garbage. Họ thu lượm những cái empty garbage, những cái gì? Thùng. Họ thu lượm và gì đây? Làm rỗng những cái thùng rác. Họ gom và làm rỗng những cái thùng rác. Tức là họ gom và lấy rác. Sorry. Họ gom và lấy rác ở chợ Đồng Xuân vào ngày 9 tháng 2 ở chợ, một vị trí đặc biệt, vị trí cũng nhỏ thôi, S, ở chợ S, S Đồng Xuân Market. Trước ngày, cứ có ngày các em dùng giới từ on ha. Ok, xong phần giới từ. Qua phần 8 là mã. Come to the dialogue to ask for favor or to offer assistance. The expressions in the post can help you. Hoàn thành đoạn hội thoại để yêu cầu những cái favors, sự giúp đỡ, hoặc là đề nghị sự giúp đỡ ha. This expression, the expression, những cái cách diễn đạt trong cái khung này có thể giúp chúng ta hoàn thành đoạn hội thoại đó. Các em lưu ý cái cụm là đây là những cái cụm từ dùng để ask for favor. Favor người ta gọi là ơn huệ đó, làm ơn, giúp cái gì đó ha. Offer assistance, đề nghị sự giúp đỡ. Assistant là phụ tá. Offer đề nghị ha. Em hiểu là được ha. Tức là đề nghị giúp đỡ cái gì đó. Đây là những cách diễn đạt. Bên đây là mình đề nghị, lời đề nghị. Rồi bên đây là response, cái phản ứng thường gặp cho những cái lời đề nghị này. Yeah.
đoạn đoạn văn cái đoạn hội thoại mẫu người ta làm cho mình, ví dụ could you do me a favor please, bạn có thể giúp tôi không, vui lòng bạn có thể giúp tôi một việc được không, sure, chắc chắn rồi, what can I do for you, tôi có thể làm gì cho bạn. Nga nói là could you turn the TV on, bạn có thể mở TV lên không, certainly, chắc chắn rồi, I'll do it for you, tôi sẽ làm điều đó cho bạn. Rồi tới đoạn hội thoại A. Ừ, nhiều quá. Rồi mình nghiên cứu những cái cụm từ trong cái khung này nha. Can hoặc could you help me please? Nghĩa là bạn có thể vui lòng giúp tôi. Could you do me a favor? Can could you? I need hoặc I want to gì đó ha. May I help you? Do you need any help? Let me help you. Of course, certain sure, I'm sorry, I'm really busy. Tôi thật sự rất bận. What can I do for you? How can I help you? Yes, no, thank you. Yes, that's very kind of you. No, thank you, I'm fine. Nói chung là toàn bộ cái đoạn hội thoại dưới đây, chủ yếu người ta muốn là các em thuộc, hiểu và thuộc được, thuộc cái cách dùng những cái này. Đó. Còn nên là tôi làm tới 4 đoạn hội thoại, cô thấy rất là nhảm luôn á. Nhưng mà em nên làm để cho nó nhớ những cụm từ này. Ví dụ như câu, cái đoạn hội thoại A. Can you help me, Nam? Sure, Mom. What can I do for you? Không, các em thấy không? Chỗ này người ta để cho các bạn chữ for you nhằm các bạn nhằm cho các em thuộc cái câu What can I do for you? Đúng không? What can I do for you? Right? Đó. Tiếp theo, I need some potatoes. Can you buy them for me? Sure, I go and buy soon. Oh, it's too high. Do you need my help? Okay, do you need my help? Do you need my help? Huh? Hoặc là any help. Okay. Yes, could you help me get that book? Could you help me? Could you help me? Okay, đó là những cái tụi em còn phải học thuộc. It's too high. No problem. Here you are. Thanks. That's very kind of you. Các em nhớ cụm này ha. That's very kind of you. Bạn thật tử tế. Could you do me a favor, please? Đó, người ta cho các bạn chữ a favor thì các em sẽ thuộc cái cụm là could you do me hoặc là can you do me. Okay, sure, how can I help you? Can you help my suitcase? It's too heavy. Certainly. Cái chỗ dấu chấm thì các em dùng certainly hoặc là sure. I help you. Thanks. Let me help you with the washing up. Chỗ này người ta dùng giới từ with nha. Dùng thêm giới từ with. No, thank you. Dù có hay không, vẫn phải cảm ơn người ta. I can do it by myself. May I help you? Yes, I want. Sorry, chỗ này có viết thiếu. I want to buy some vegetable. Chỗ này có thiếu trên này, cái này có thấy thiếu thiếu chỗ nào không? Can I help me nè? Can you help me my suitcase? Huh? With nữa không ta? With, em nhớ từ with nữa. With my suitcase. Đó, rồi. May I help you? I want to buy some vegetables. Could you show to the vegetable store? Vegetable store là cửa hàng thực phẩm, cửa hàng rau củ quả. Of course, chỗ này là dấu phẩy ha. Of course, thường thường là dấu phẩy. Dấu chấm cũng được. Ok. Go straight ahead. It's on your right. Thank you. That's very kind of you. Oh, có lệ thừa rồi. Very kind of you ha. Rồi, phần số 10. Read the pages, then write the for two or four for the following sentences. Đọc đoạn văn, sau đó viết two hay là four cho mỗi câu theo sau. Save the world, không biết là cứu thế giới hay là gì đây, cứu thế giới đúng không? We are on destroying the earth. The seas and drivers are too dirty to swim in. There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many poor cities. We have cut down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough to eat. In certain countries in Asia, there is too little rice. Why animals are quickly disappearing. For instance, tigers are raised in India now because we have killed too many. However, it isn't enough to simply to talk about the problem.
we must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. Save the earth. This is too important to ignore. Rồi đoạn văn này nghĩa của một cái số từ vựng từ mới đây. Waste land là đất khô cằn, đất hoang mạc. Rest hiếm rất ít. Ignore lờ đi. Mình chung, cô với các bạn cùng dịch cái đoạn văn này ha, cùng theo dõi đoạn văn này mình dịch. Tất cả chúng ta đang tàn phá thế giới. Biển và sông thì quá bẩn để đến nỗi không thể bơi được ở trong đó nữa. Có quá nhiều khói trong không khí, khói bụi trong không khí. Nó thì không có tốt cho nó thì không có lành mạnh để sống trong nhiều cái thành phố trên thế giới. Tức là nhiều thành phố trên thế giới thì không khí đã bị nhiễm bẩn. Không to have we have chúng ta phải chúng ta đã cắt đã hạ gục, đã đốn đổ, đốn ngã nhiều cây cối. Cái mà bây giờ cái mà điều mà gì đây, vast area of Portland, những cái khu vực lớn là hoang mạc, là đất khô cằn. Bây giờ trên khắp thế giới có một cái gọi là vast khổng lồ á. As a result, kết quả là những người nông dân in parts of Africa, ở khu vực, ở những vùng miền của châu Phi, cannot grow enough to eat, không thể trồng trọt đủ để ăn. Đủ để ăn. In certain country, ở một số quốc gia nào đó ở Asia, châu Á, they eat too little rice, cũng có rất ít gạo. Why animals are quickly disappearing, tức là động vật hoang dã nhanh chóng biến mất, đang dần dần nhanh chóng biến mất. For instance, ví dụ như tigers, hổ, are rare in India, đã hiếm thấy ở Ấn Độ. Bây giờ đã hiếm thấy ở Ấn Độ bởi vì chúng ta đã giết quá nhiều, đã tàn sát quá nhiều. However, tuy nhiên ít, nó không đủ, nó cũng không đủ đơn giản để nói, không phải đơn giản, không đủ, không đơn giản chỉ đủ để nói về cái vấn đề này. We must act, chúng ta phải hành động ngay bây giờ trước khi quá trễ để làm bất cứ điều gì cho nó. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ cứu trái đất. Điều này rất là quan trọng, không thể làm ngơ lờ đi. Câu thứ nhất, đây mình đang làm chu phone nè các em ha. Rồi, câu thứ nhất, the sea and river are polluted now. Biển và sông bây giờ đã bị ô nhiễm. Cái này chu hay for này? Trên này, the sea and river are too dirty to swimming. Ô nhiễm, không thể bơi trong nó. Cái này chu. Sorry, sống quá. Câu số 2, smoke is harmful to human health. Khói thuốc, khói bụi thì làm hại, có hại cho sức khỏe của con người. Dĩ nhiên cái này cũng là true. Đúng ha. Câu số 3, we have planted many trees recently. Chúng ta đang trồng rất nhiều, hiện tại chúng ta đang trồng rất nhiều cây cối. Hình như có gì đó sai sai. Thực ra thì chúng ta đã chặt phá rất nhiều cây cối ha. Cho nên câu này là phone. Okay. Câu số 4, why animals are threatened with extinction. Động vật hoang dã thì đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cái này true ha. True. There are only a small number of tiger left in India. Chỉ còn một số lượng nhỏ hổ, những con hổ còn lại ở Ấn Độ. Cái này cũng là true. Save the earth is an important problem. Cứu trái đất là một vấn đề không quan trọng. Cái này rõ ràng là false. Không có trái đất thì làm sao mà cho người chúng ta sống được ha? Đó. Ok. Làm rãng cho cô cái phần này, phần số 10. Use the cue word to make each sentences in the letter. Sử dụng những cái dẫn từ, dẫn có dẫn chứng để viết mỗi câu
In the letter. Mình sử dụng những từ cho sẵn hết để tạo thành mỗi câu. Thứ nhất. Rồi câu thứ nhất. Cái này là nội dung của một bức thư. Dear Tim. Tim à. I am glad to tell you that I'm going to join the Wild Wild Green Group. Cái chỗ này tại sao mình phải là I am glad? Glad các em, glad là một tính từ ha, cho nên mình trước tính từ thì phải là một động từ to be, thường là một động từ to be thì mình mới dùng tính từ glad, nghĩa là vui. I am glad, tôi vui. To tell sau tính từ thường cộng với to infinity. I am glad to tell you, tôi rất vui để nói với bạn that rằng. I'm going to join, tôi sẽ tham gia vào cái nhóm why and why. We are having an environment month. Chúng tôi sắp có một cái tháng, tôi đang có một cái tháng vì môi trường. Những nội dung này là có trong sách giáo khoa đó các bạn. We are going to clean the streets on weekends. Chúng tôi sẽ dọn dẹp đường phố vào những ngày cuối tuần. We are going to clean thì tương lai gần. We are going to, chúng tôi sẽ ha, mình dịch sẽ clean, dọn dẹp the streets on weekends, trước ngày cuối tuần, trước cuối tuần ha, trước chữ weekend mình dùng giới từ on hoặc là at, một cái theo tiếng Anh, một cái theo tiếng Anh của Mỹ ha. Rồi we are going to plant trees and flowers. Chúng tôi dự định trồng cây và hoa, nhiều cây và hoa in the school garden, trong sân trường của vườn. And water them every afternoon after class, và tưới nước cho chúng every afternoon after class, mỗi chiều sau khi tan học. We are going to plant trees and flowers in the school garden, and water them every afternoon after class. Okay. Câu tiếp theo. We are also planting young trees and plants to sell to other school. Cái này cô viết chưa xong. School. Chúng tôi cũng đang trồng, chúng tôi sẽ trồng những cái cây con và trồng và những cái loại thực vật khác. Plants. We are also planting young trees and plants. Chúng tôi cũng trồng những cái cây con và những loại thực vật khác. To sell to other schools, để bán cho những cái trường khác. Okay. I hope. Tôi hy vọng. We can give more green. Chúng ta có thể cho nhiều màu xanh. To the city, cho thành phố, and earn some money for our school, why and why, và kiếm thêm một ít tiền cho trường của chúng ta. It is very interesting and useful, isn't it? Cái này là câu hỏi đuôi ha. Điều đó rất là thú vị và hữu ích, phải không? It is very interesting and useful, isn't it? Write to me soon and tell me all your news. Hãy sớm viết thư cho tôi và kể cho tôi về thông tin của các bạn, của bạn. Tin tức của bạn. Ok. Kết thúc bức thư. Rồi xong bài số 6, Test for Unit 6. Không biết, chắc bài này trắc nghiệm chắc là con sẽ làm nhanh ha. Rồi con sẽ làm. Có bạn nói với cô là ngày mai kiểm tra rồi, chắc là không kịp xem bài này, nhưng mà cũng hy vọng là em đã làm. Rồi có xe cô, còn bạn nào chưa làm thì có thể xem. Chúc các em học tốt, ôn bài tốt, chuẩn bị kiểm tra, và cũng sắp tới thi học kỳ rồi. Bye bye các em.